chấm cái địa điểm chỗ nào làm gì gì. Thì bữa nay Kiệt nói clip này Kiệt bỏ lên thì mai sáng Kiệt đi qua Houston. Vậy năm 1979, lúc đó đó dấu Thiên Tâm ra đời. Từ thời đó cũng là Trung Cộng bắt đầu khai quả, thời đó là Đặng Tiểu Bình ha. Rồi tới thời nay 2022 bắt đầu vào mùa thu, bắt đầu vào mùa thu, cũng mùa thu có nghe mùa thu, mùa thu gây chiến thì cũng là Trung Cộng nhưng mà lại là Tập Cận Bình cũng đang khai chiến. Thì hôm nay cái clip này chỉ tổng kết lại những năm điều mà ở bờ trên đưa xuống của thời kỳ Hạ Hạ Quân tận diệt này, để mà đưa tất cả những cái ác vào quá khứ, để mà cái thiện và cái thật sẽ nổi lên, Đức Phật Như Lạc sẽ xuất hiện, Đức Thầy xuất hiện. Thì cũng là cái dấu này, quý vị ở Bắc, ở Trung, ở Nam đừng có nghe clip nào của Kiệt, chỉ cần kiếm cái dấu này mà đeo đây sẽ thoát nạn á, nghe lời vậy đi, sẽ thoát được nhiều nhiều cái khổ đau, nhiều cái mà gọi là bất như ý á. Bển đang xảy ra như vậy mà còn dưỡng dưng nữa thì chị không biết là quý vị thuộc về thuộc dạng nào. Chỉ có năm dạng, mà dầu cho năm dạng đó cũng phải có chí khôn. Năm dạng mà kỵ với Kiệt á là dạng thứ nhất là cầm mã tấu chạy vòng vòng ngoài đường, không có hiểu mấy cái này. Dạng thứ hai là những con chiên thuần tí. Và dạng thứ ba là những Phật tử mà bị mấy ông thầy quốc danh nhồi sọ đó, nổi mà tu cà gù cà gật chỉ có bi không mà chí dũng không có, ghế ba chân ngồi cứ té lịch bịch. Dạng đó khó độ lắm. Dạng thứ tư là những anh mắt kiến cận dày, nhất là vùng này là trời mắt kiến cận dày quá trời, bằng tiến sĩ, bằng kỹ sư, bác sĩ, nha sĩ rồi đó, nghĩa là đám sĩ đó, hết sĩ này tới sĩ nọ. Mình không phải nói hết nha quý vị, thì những người học giỏi họ có tiền á, họ không bao giờ tin tâm linh. Tạo kiến cận chuyện Phật tử. Còn dạng cuối cùng là cái dạng gọi là chức quyền và giàu có, là mấy đảng, là năm đó là mấy người bển đang nắm chức quyền và nay đang nắm vận mệnh sanh sát của nước Việt. Thì năm dạng này xin lỗi Kiệt độn có được, nhưng mà sở thú kỳ này cha làm rất là lớn, tại vì địa ngục đóng cửa, vô địa ngục cũng như là vô tù thả ra không được, kỳ này cho vô sở thú ở trong đó đó, ngược nhau chạy cho đã đi, rồi bao nhiêu tỷ năm đó, đợi cho cái thời Chúa mà tái lâm lại rồi đó, trở lại cái thời mà gọi là cái tập khí của họ mà hạp với cái thời hung dữ và ngoan cố kiên cường đó, họ trở ra. Thì sở thú cũng đang làm xong rồi, còn mấy thầy với mấy Phật tử kỳ này đi với cầu cũng nhiều, tại vì thầy đi mình thầy cũng hơi buồn cho nên rủ Phật tử đi kỳ này cũng đông lắm. Những người làm ăn bên nước Việt, cả nước Mỹ, trên thế giới luôn, là thế giới thì không có hiểu gì Kiệt nói nha, thì những người Việt ở Mỹ làm ăn hay là những người Việt ở bên nước Việt mà làm gì mà có liên hệ với Đài Loan, với Trung Quốc á, những cái món hàng mà gửi qua gửi về á, thì nên coi lại cẩn thận.